Nam mô Bụt, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Tha. Dạ, con thay mặt tràng một lần nữa kính tri ân sư Thanh Tâm đã truyền tâm nguyên ngũ giới, và kính cảm ơn chị Hồng Mai đã thay mặt đạo tràng thọ tâm nguyên ngũ giới. Dạ, con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng. À, mình cần sám hối. Dạ, kính mời đạo tràng cùng con sám hối Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Uttamange na vande hang. Con xin lỗi, con tự đặt. Uttamangena vandeham badapansung varuttamam buddheyo kalito doso buddho kamatutam mamam Uttamangena vandeham thamman chadukvitham varam thammeyo kalito doso thammo kamatutam mamam Uttamangena vandeham sankhan chaduvithottamam sankheyo kalito doso sankho kamatutamamam. Dạ, con xin trao mic lại cho sư Thanh Tâm chúc phúc cho đạo tràng trước khi chúng con vào lớp học. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, mô Phật, thưa quý vị, bây giờ tới giờ thỉnh pháp sư, giờ sư mời Phật tử Kim Nhung thỉnh pháp sư rồi. Kính chúc quý vị thính pháp được an vui nha. Mô Phật. Dạ, con đã đi dạ, giảng bài của pháp sư. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thỉnh pháp sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa Brahmacharo kathibati sahambati kathang chali anthi warang ajachatham santi thasantam barachak khachati ka ese tu thammang anukam bing ba chăng sat tham ma phê rinh vi na danh cha ca giang sụt tánh cha bàn thăng a phi tham ma chăm măng a cô ta danh tô cha tu sắc cha đần đăng bập bồ tha nầy dê bà ri sa và mạch chê. Dạ, phần thỉnh pháp sư đã xong. Con kính thỉnh thầy kinh lên đăng đàn và thưởng mic đăng đàn và dạy học. Dạ, kính chúc quý đạo hữu có buổi học pháp an vui và tiến hóa. Dạ, con kính dâng mic đến thầy ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Tam Ma, Nam mô Sa Kha ạ. Dạ, kính lễ chư tôn đức tăng trong rừng. Thân chào tất cả quý vị. Nghe rõ không? Alo, 2, 3, alo. Rõ ha? Ok. Rồi, hôm nay chúng ta tiếp tục cái bài học về thập nhị nhân duyên.
Vậy trước khi vào buổi học, ta cùng nhau đánh lễ Tam Bảo tóm tắt. Sambutho Phagawa Buddhang Phagawang Tăng Apiwa Đê Mị Svakato Phagavata Thammo Thammang Namassami Supatipanno Phagavato Savakasangho Sanghang Namami Sama Sambuddhammatulang Sasatthammanganuttamang Apivariyapasissang Apithammattasanggang. Con xin thành kính đảnh lễ đến toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chưa định trong vi diệu pháp. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sangha. Cái thưa vậy, hôm nay chúng ta chương trình cũng như cũ ha. Cũng đọc Pali rồi xong cái mình hôm nay vô học ha. Xin mời quý vị. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ con xin sám hối. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ con xin kính lãnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính lễ thầy kinh, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ thưa thầy, hôm bữa Nguyên Như có nghe bên lớp của sư Pháp Thanh cái phần mà chị Từ Mẫn hỏi là về cái tạng luật, tạng tạng kinh, tạng luận rồi tạng luật đó thưa thầy. Hôm bữa con nhớ là chỉ nói là tạng kinh giống như là mời người tới, rồi tạng luật là trói người lại, rồi tạng luận là tạng như hay là tạng vi dự pháp là giết người chết. Con nghe mà con cũng con nghe giảng hơi mơ mơ màng màng đó thưa thầy, xin thầy có thể giảng lại dùm một lần nữa để tụi con ghi xuống ở bên đây được không thưa thầy? Dạ con xin dâng mic lại cho thầy ạ. Nó mơ với thầy á. Thì đó là cái câu mà ta trong ví dụ pháp ứng dụ như vậy ha. Ví dụ như tạng kinh, quý vị có thể ghi lên giùm nhờ nhà Châu Nguyễn ghi coi. Tạng kinh là dụ người đến. Tạng kinh là ẩn dụ như là do, ví dụ giống như là dụ người đến. Ghi ra coi. Rồi, tạng kinh là dụ người đến, tạng luật là trói người lại. Tạng luật trói lại. Rồi, tạng luận, luận là tạng luận là vi pháp đó, tạng luận là giết người đó. Cái này mình là hiểu khác, mình là hiểu mình thấy nó kỳ. Tạng luận giết cái người đó. Rồi là sao, ý tôi muốn nói gì trong cái vấn đề này mình cần phải hiểu. Thì tạng kinh là dụ người đến, tức là ý trong đây tôi muốn nói là cái tạng kinh đó, lúc Đức Phật thuyết tạng kinh đó, Đức Phật nói về những cái phước báo, nói về nhân quả, nói về những cái việc thiện mình làm sanh về cõi trời an vui, làm thiện được hưởng thiện, nghe rồi tu tập theo giới định tuệ được sanh về những cõi thiên, rồi hưởng được những quả lành của an vui, và tu thiền thì sẽ được chứng được những cái tầng thiền sắc giới, vô sắc giới, vân vân. Thì như vậy là nói là những pháp đến những cái sự lợi ích tốt đẹp cho mình, thì chính vì như vậy đó là giống như là đem những cái sự ngọt ngào tốt đẹp để dụ người ta đến. Thí dụ giống như là dụ người đến, đó là tạng kinh, tức là nói về những cái hạnh lành, những điều tốt đẹp, hoặc là nếu mình làm xấu làm ác mình sẽ chịu những quả khổ đau vậy á, thì cho ta thấy được cái những cái điều đó là dụ người ta đi đến với giáo pháp. Ví dụ như vậy. Rồi tặng luật trói người lại, tức là sau khi dụ người ta đến thì người ta đến để vô ta học pháp này kia nọ, vô thì giờ vô muốn muốn theo đúng giáo pháp, muốn vô giáo pháp thì phải gìn giữ giới luật. Gìn giới luật là phải trói mình lại, phải giữ mình lại, trói mình lại trong cái phạm vi giới luật. Chứ mình không sống bừa bãi được. Mình sống bừa bãi thì sao tu?
À, thành ra vô tu là phải trói lại, là phải cư sĩ, là phải giữ năm giới, hoặc là bát quan đa giới, rồi sa di 10 giới, là tỳ khưu thì 227 giới, vân vân. Thì tạng luật ví như là trói người đó lại, trói cái người lại bằng cái sợi dây của giới luật, để cho giữ cho thân tâm nó được thanh tịnh, thân tâm nó được tốt đẹp. Chứ nếu mà không có trói lại để buông thả sống tùm lum thì sao tốt. À, đó cái ý của cái tạng luật là nó nói là giống như ý như vậy, tức là một cái sự trói buộc mình vào trong cái dòng của đạo đức, của giới luật của một người tu học. À, cái gì nó đang mà à, tức là một cái là dụ người đó đến cho được hưởng được nhiều tốt đẹp, cái thứ hai là trói người đó lại theo cái những giới luật của nhà Phật đưa ra, để chúng ta có được cái đời sống là chánh hạnh, một đời sống tốt đẹp, một cái đời sống đạo đức. À, từ đó mới cái tiến hóa được. Chứ nếu không có trói lại thì buông thả sống như kiểu ngoài đời, muốn thích ăn thích uống thích ngủ thích chơi thì cái đó đâu được, nó tâm mình nó sẽ loạn sao lên đó. À, cho nên phải có cái luật, phải có giới luật để mình gìn giữ lại. Thì bất kỳ đâu cũng vậy, đều phải có luật hết. Mình làm gì, môn nào, học cái gì cũng phải có cái luật đó. À, ví dụ như mình muốn vô thể thao, muốn đá banh, phải có quy luật của nó người ta, chứ đâu phải vô lại mình làm. À, muốn vô học môn nào cũng vậy, cũng phải có cái kỷ luật của người ta. À, thì vậy giờ muốn tu cũng phải có cái giới luật để trói lại, trói cái người lại, tức là giữ mình, dinh mình lại, không có cho mình làm bậy. Đó là tạng luật. À, rồi tạng luận, tại sao tạng luận gọi là giết người đó đi, thì kính thưa vậy, khi mình học cái tạng luận á, thì lúc mình chưa học á, thì mình còn cho là đây là ta, đây đây là cô Nhung, đây là cô Như Cao Trang, đây là cha là mẹ, là anh là chị là em. À, khi mình học của bạn luận thì cho mình thấy được rằng không có cái gì là ta, không có cái gì là của ta nữa, chỉ gồm có danh là sắc. À, phân ra trẻ thì mình thấy chỉ có danh với sắc hai cái hợp lại thì được gọi là cái ta. Rồi từ cái sắc pháp này đó, bầm nó nát ra luôn, sắc pháp bầm ra luôn cho mình thấy là không có cái gì đó, nó là 28 sắc pháp ly nhi nó kết hợp lại, do duyên kết hợp tạo thành, nó thành được cái thân này của mình. À, là nó bầm ra cho mình thấy là 28 pháp, rồi tâm chặt ra làm đôi cái tâm luôn, có tâm và tâm sở, rồi tâm sở chẻ ra một phát nữa chầm bầm ra nát luôn, còn 52 tâm sở luôn, rồi tâm bầm ra 121 tâm luôn, thì coi như là chẻ chẻ hết chia thân, có thấy được cái gì là ta, cái gì là người, cái gì là chúng sanh đó. À, thì là như vậy là giết người đó đi, giết người đó, không cho người đó dính mắc vô cái gọi là con người, cái gọi là ta, cái là của ta. Thì như vậy khi mà mình học vi pháp thì giống như là giết người đó đi, bởi vì giết cái sự chấp thủ của mình, giết cái sự cố chấp của mình cho đây là ta, đây là của ta. Thì học vi pháp là chân phân chẻ ra, chia chẻ ra từng khúc bầm nát nhuyễn ra hết, còn cho ta thấy là mỗi một thứ nó đều là có nhiều thứ nó phối hợp lại, chứ không phải tự nhiên mà nó có. Thành ra cho nên qua cái mà ví dụ mà về tạng kinh, tạng luật, tạng luận thì ý người ta muốn nói là như vậy, tức là tạng kinh là dụ cho người đó đó, để mà tu sẽ được hưởng những phước lành ha, làm ác sẽ bị này bị kia. À, thì dụ cho người ta đến với giáo pháp, khi đến xong vô tu học phải dùng cái để trói buộc lại, gìn giữ người đó lại trong cái phạm vi chánh hạnh tốt đẹp, rồi sau đó học vô vi pháp chẻ ra hết cho mà thấy không không có người, không có ta, không có tự ngã tinh hồn, không có gì hết, chẻ hết ra ra giết người đó luôn. Thành ra cái ý nghĩa của ba cái này mình phải hiểu một cách rõ ràng là như vậy, tức là tới cái tạng luận là cho chúng ta là cái pháp trở thành vô ngã, không có cái ta, không có cái tự ngã của ta, thành ra gọi là giết người đó đi. Đó là cái ý nghĩa của ba cái vấn đề này, là nó xác thực là phải như vậy. À, không biết quý vị nắm được không ạ? À? Alo. Rồi ha, ok, rồi xin nhận lại. Dạ, thưa thầy, con sư tri ân thầy. Dạ, tụi con có một cái câu hỏi nữa. Hôm bữa tụi con ôn bài cái bữa thứ tư đó, bạch thầy, có một câu hỏi của huynh Lý đưa ra là khi mà mình chứng được A-la-hán đó, có phải là mình đắc luôn tam minh và lục thông hay không? Tại vì tụi con cũng có học là
Có những vị A-la-hán là thành gọi là thiền khô, tức là không có thần thông gì hết. Tức là vị đấy chỉ có chứng được cái lậu thần thông thôi. Dạ xin thầy có thể chỉ giùm con lại chỗ đó một chút. Dạ con xin xuống mít ạ. À, là một cái đó. À thì có hai loại A-la-hán, A-la-hán khô và A-la-hán tu mà có đầy đủ tâm minh, có đầy đủ thần thông, lục thông có đầy đủ. Còn có loại A-la-hán chỉ đắc được cái về tuệ A-la-hán thôi, chứ họ không có được những cái thần thông đó. Rồi sau đó họ có thể tu tập để mà họ, là tạo tạo dựng lên những cái về cái thần thông cho mình thì nó được. Nhưng mà lúc mà ví dụ như giờ mình là mình tu mình chứng đắc được A-la-hán thì mình đâu có thần thông gì đâu. À, muốn thành công là phải luyện qua thiền chỉ, phải luyện qua thiền chỉ mới có thành công được, chứ chúng ta đâu có được. À, đó là cái vấn đề mà chúng ta cũng dễ hiểu thôi chứ không có gì khó. Đó là cái đề nó như vậy. Rồi xin nhận biết lại. Dạ, tôi con xin kính tri ân thầy giáo. Dạ, xin mời em Châu có thể post bài rồi đạo tràng con xin mời chư tăng có thể đọc kinh trước cho tụi con làm đuôi theo. Dạ, con xin xuống mic ạ. Dạ, một Phật, bữa nay sư xin tình nguyện đọc trước. Dạ, bài dài như vậy hả? Rồi, Bắc Chê Giá, Săn Gá Há, Quý Bà Gồ, Tót Yếu Về Duyên, Đoạn 1, Dê Săn Săn Khá, Thá, Thầm Mạng, Về Thầm Bắc Chê Giá, Giá Tha, Tăng Quý Bà Gắn, Quý bà gá mí hê đà ní bá quá gà ní giá thà ra nằng. Nơi đây, theo đường lối thích nghi, tôi sẽ tỉ mỉ phân tích bằng cách nào những pháp tạo duyên tác thành liên hệ với các pháp được cấu tạo tùy duyên. Bát tít chá sa mu bà đá nê dô bát thà ná Yo giá tí bắc gia giá sằng gá hồ đú quý thồ về đi tạ phù tá thá tấp bà quá bà quý bà hòa gà rá mắt thồ ba rá khí thồ bá tít giá sầm mút bà rá nê dô bá thà ná dô bá ná à hát giá bắc giá giá tí tí mà ra phá phá bút chá tí u phá dân phá ná vô mí xê tòa bá bành chê tí à chá ri già. Đại cương nhận tương quan có hai phần: A, định luật phát sanh tùy thuộc; B, định luật duyên hệ tương quan. Trong hai phần này, định luật tùy thuộc phát sanh hay thập nhị duyên khởi được đánh dấu bằng sự phát sanh suông của một trạng thái tùy thuộc nơi một trạng thái khác trước đó. Khi có trạng thái này thì trạng thái kia khởi phát. Định luật duyên hệ tương quan đề cập đến sự hiện hữu của những điều kiện liên hệ với một điều kiện khác. Các vị pháp sư pha trộn lẫn lộn hai pháp này để giải thích. Rồi, sư đọc xong rồi, kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm. Dạ, con kính chào Thầy Kinh. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, con xin lễ ạ. Đoạn 2. Tát tha vi cha bách cha già sằng khà ra sằng khà ra bách cha già huỳnh nhà năng huỳnh nhà na bách cha già
Nam ru bằng Nam ru ba bách cha già sa là gia ta năng sa là gia ta na bách cha già pha sổ pha sa bách cha già quê đa nà bách cha già tàn hà bách cha già u bà đà năng u bà đà na bách cha già pha phổ pha qua bách cha già cha ti bách cha già Chara marana so kapari de wadu kado mana subaya sa sampa wanti e wa meta sake wala sadukha kantha sa samuda do ho ti ti aja metha bak hapati cha samubadana yo định luật tùy thuộc phát sanh nơi tùy thuộc nơi vô minh hành phát sanh tùy thuộc nơi hành thức tái sanh phát sanh tùy thuộc nơi thức tái sanh danh sắc phát sanh tùy thuộc nơi danh sắc lục căn phát sanh tùy thuộc nơi lục căn xúc phát sanh tùy thuộc nơi xúc thọ phát sanh tùy thuộc nơi thọ ái phát sanh tùy thuộc nơi ái thủ phát sanh tùy thuộc nơi thủ hữu phát sanh tùy thuộc nơi hữu sanh phát sanh tùy thuộc nơi sanh phát sanh lão tử sầu muộn ta thán đau khổ buồn rầu và thất vọng như vậy phát sanh trọn vẹn toàn khối đau khổ. Dạ con đã đọc bài xong. Dạ con kính tri ân thần thầy. Dạ cảm ơn Châu Nguyễn bốt bài. Dạ xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào thầy kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc ạ. Con xin đọc bài. Paccaya sanggaha vip. Dạ con đọc bài. Paccaya sanggaha vipago tác yếu về duyên đoạn 1. Ye sang sankata thamma năng Ye tham ma bách cha già giá thà tăng quý phà gần ý hề đà ni bác quát ni bác quát khà mi giá thà ra hằng nơi đây theo đường lối thích nghi tôi sẽ tỉ mỉ phân tích bằng cách nào những pháp tạo duyên tác hành liên hệ với các pháp được cấu tạo tùy duyên. Paticca-samuppadana-yo patthana-na-yo chati-paccaya-sangha-ho duvitho-vedi-tappo tathathappa vapha vipha vaka ramatto palakkhito paticca-samuppadana-yo patthana Nana yo bana a hát chapat chayat titima ram phao bao bút chati Uthayang bana wo miset toa papan chen ti a chariya. Đại cương những tương quan có hai phần A, định luật phát sanh tùy thuộc và B, định luật duyên hệ tương quan. Trong hai phần này, định luật tùy thuộc phát sanh hay thập nhị duyên khởi được đánh dấu bằng sự phát sanh suông của một trạng thái tùy thuộc nơi một trạng thái khác trước đó. Khi có trạng thái này thì trạng thái kia khởi phát. Định luật duyên hệ tương quan đề cập đến sự hiện hữu của những điều kiện liên hệ với một điều kiện khác. Các vị pháp sư pha trộn lẫn lộn hai pháp này để giải thích. Dạ kính cảm ơn Châu Nguyễn đã post bài. Dạ con kính dạ con xin xuống mít ạ. Dạ con kính cảm ơn đạo tràng, kính cảm ơn thầy kinh. Dạ con kính mời bàn tay của xuất hà. Dạ Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Dạ con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, con kính chào thầy kinh và đạo tràng. Dạ con xin trả lời đoạn 2. Tattha avi tattha avi cha bacchaya
Sankhara sankhara paccaya vinnya nang vinnana paccaya nama rupang nama rupa paccaya salaya salayattanam salayattana paccaya phasso phassa paccaya vedana vedana paccaya tanha paccaya tanha tanha paccaya upadanam upadana paccaya phavo phava paccaya jati jati paccaya chara marana sokha parideva dukkha doma nasupa yasa sampavanti evang ne evang eva meta sa ke salasa dukkha kha thamma sa samudayo ho ti ti ayamme ayamattha bat ti cha samuppadanayo. Định luật tùy thuộc phát sanh nơi đây, tùy thuộc nơi vô minh hành phát sanh, tùy thuộc nơi hành thức phát sanh, tùy thuộc nơi thức tái sanh, tùy thuộc nơi thức tái sanh danh và sắc tái sanh, tùy thuộc nơi danh và sắc lục căn phát sanh, tùy thuộc nơi lục căn xúc phát sanh, tùy thuộc nơi xúc thọ phát sanh. Tùy thuộc nơi thọ ái phát sanh. Tùy thuộc nơi thọ ái phát sanh, tùy thuộc nơi ái thủ phát sanh, tùy thuộc nơi thủ hữu phát sanh, tùy thuộc nơi hữu sanh phát sanh, tùy thuộc nơi sanh phát sanh lão tử sầu muộn, ta tháng đau khổ buồn rầu và thất vọng. Như vậy phát sanh trọn vẹn toàn khối đau khổ. Dạ con đã đọc sai. Xong, dạ con xin chân cho vị kế tiếp. Dạ con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính chào quý chư tăng ni, kính chào thầy Trưng, con kính chào tất cả các bạn trong room. Dạ con xin đọc ạ. Tất cha giá sanh giá há quý pha go quát yếu về duyên đoạn 1. Ye sang san kha ta tham ma nang ye tham ma bát cha ya ya tha tăng vi pha gan ý hề đà ni pa quát kha mi ya tha ra hằng. Nơi đây theo đường lối thích nghi, tôi sẽ tỉ mỉ phân tích bằng cách nào những pháp tạo duyên tác hành liên hệ với các pháp được cấu tạo tùy duyên. Bát tích cha samup pa da na yo pat tha na na yo cha ti pat cha ya sang ga ho du wi thwe di tap bo pat tha tap pha wa pha wi pha wa ka ra mat to pa la ki to bát tích cha samup pa da na yo pat tha na yo pa na a ha thap cha pat cha ya ti ti ma la pha pa vuk cha ti u pha yang pa na vô mi se tòa pa tầm chèn ti a cha ri ya. Đại cương, những tương quan có hai phần, định luật phát sanh tùy thuộc và định luật duyên hệ tương quan. Trong hai phần này, định luật tùy thuộc phát sanh hay thập nhị duyên khởi được đánh dấu bằng sự phát sanh suông của một trạng thái tùy thuộc nơi một trạng thái khác trước đó. Khi có trạng thái này thì trạng thái kia khởi phát. Định luật duyên hệ tương quan đề cập đến sự hiện hữu của những điều kiện liên hệ với một điều kiện khác. Các vị pháp sư pha trộn lẫn lộn hai pháp này để giải thích. Dạ, con đã đọc xong. Dạ, con kính cảm ơn sư Thanh Tâm, Thanh Thầy Kinh. Dạ, cảm ơn bạn Châu Nguyễn đã post bài và con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mày, Nam mô Sang Ca Ya, con kính lễ Phật Bảo, con kính lễ Pháp Bảo, con kính lễ Tăng Bảo, con kính lễ thầy Kinh, con kính lễ
Thầy Thanh Tâm con kính chào đạo tràng. Dạ con xin đọc tiếp theo đoạn 2. Tathā avicchā paccayā saṅkhārā saṅkhārā paccayā viññānaṃ viññāna paccayā nāma rūpaṃ nāma rūpa paccayā salāyatanaṃ salāyatana paccayā pasu pasa paccayā vedanā vedanā paccayā taṅhā taṅhā paccayā upādānaṃ upādāna paccayā pavo pava paccayā jāti jāti paccayā jarā maraṇa sokha parideva dukkha dumā nas supāyasa samphavanti eva mettassa kevalassa dukkha khandassa samudayo hotiti ayametta paticca samuppadanayo. Định luật tùy thuộc phát sinh nơi đây, tùy thuộc nơi vô minh hành phát sinh, tùy thuộc nơi hành thức tái sanh phát sinh, tùy thuộc nơi thức tái sanh danh và sắc phát sinh, tùy thuộc nơi danh và sắc lục căn sanh, tùy thuộc nơi lục căn xúc phát sanh, tùy thuộc nơi xúc thọ phát sanh, tùy thuộc nơi thọ ái phát sanh, tùy thuộc nơi ái thủ phát sanh, tùy thuộc nơi thủ hữu phát sanh, tùy thuộc nơi hữu sanh phát sanh, tùy thuộc nơi sanh phát sanh lão tử sầu muộn ta tháng đau khổ buồn rầu và thất vọng, như vậy phát sanh trọn vẹn toàn khối đau khổ. Kính cảm ơn chị Nguyễn, chị Châu Nguyễn post bài ạ. Con xin xuống mic. Nam mô Bụt Đà La, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sơn Khai. Con xin kính tín lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Phật Bảo, Tam Bảo. Con xin kính lễ sư Thanh Tâm, con xin kính lễ thầy Kim và con xin kính lễ toàn thể đạo tràng. Con xin phép tập bài. Paccaya Sanggaha Vipago Tất Hiếu Về Duyên. Đoạn 1. Về sang sang khất tắc đầm ma năng về đầm ma bất cha già già gia tà đầm viết bà đằng y đề y hề đà ni pa vắc khà ni gia tà ra hằng. Nơi đây theo đường lối thích nghi và tôi sẽ tỉ mỉ phân tích bằng cách nào những pháp tạo duyên tác hành liên hệ với các pháp được cấu tạo tự duyên. Paticca samuppadanayo patthanayanayo jati paccaya sanggaho duvidho vedittappo tattha tappa vappa vipavakara matto palakkhito paticca samuppadanayo patthana nanayo phana a ahaccha paccaya thi ti ti marappa
Pavuchati Upayang Panagomisetva Papanchanti Acharya. Đại diện tương quan có hai phần: A, định luật phát sanh tùy thuộc, và B, định luật duyên huệ, duyên hệ tương quan. Trong hai phần này, định luật phát sanh tùy thuộc phát sanh hay thập nhị duyên khởi được đánh dấu bằng sự phát sanh suông của một trạng thái tùy thuộc nơi một trạng thái khác trước đó. Khi có trạng thái này thì trạng thái kia khởi phát. Định luật duyên hệ tương quan đề cập đến sự hiện hữu của những điều kiện liên hệ với một điều kiện khác. Các vị pháp sư pha trộn lẫn lộn hai pháp này để giải thích. Dạ, giờ con thấy ba cái hoa cho con lẽ là cái phần đọc nó xong. Con xin mời kính mời vị kế tiếp. Dạ, dạ thưa. Dạ, Nam Mô Bất Tha, dạ, Nam Mô Tham, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ. Con đến lễ Sư Thanh Tâm, Chư Tôn Đức Tăng, với bà Cô Tôn Nữ, kính lễ Thầy Kinh, cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc đoạn 2 ạ. Dạ. Tát Tha Avijja Bacchaya Sankhara Sankha Sankhaya Nang Vinyana Bacchaya Namarupang Namrupa Bacchaya sa la yat ta nang sa la yat yat ta na bacchaya phat su phat sa bacchaya vedana vedana bacchaya tanha bacchaya upadana upadana bacchaya phá vô phá vá bacchaya cha ti bacchaya chara madana so so ka parideva dukkha doma Natsu Paya Sa Sampawanti Eva Medat Sa Kevalat Sa Dukkak Khantat Sa Samudayo Hoti Di Ayametha Patitcha Sammutpadat Na Yo. Định luật tùy thuộc phát sanh nơi đây, tùy thuộc nơi vô minh hành phát sanh, tùy thuộc nơi hành thức tái sanh phát sanh, tùy thuộc nơi thức tái sanh danh và sắc phát sanh, tùy thuộc nơi danh và sắc lục căn phát sanh, tùy thuộc nơi lục căn xúc phát sanh, tùy thuộc nơi xúc thọ phát sanh, tùy thuộc nơi thọ ái phát sanh, tùy thuộc nơi ái thủ phát sanh, tùy thuộc nơi thủ hữu phát sanh, tùy thuộc nơi hữu sanh phát sanh, tùy thuộc nơi sanh phát sanh lão tử sầu muộn tha tháng đau khổ buồn rầu và thất vọng. Như vậy phát sanh toàn khối đau khổ. Dạ, con xin nhường mic cho vị kế tiếp ạ. Dạ, một phần. Nam mô Bố Thầy Giá, chào Nguyên Như xin đọc bài. Bacchaya Sanggaha Vipago Toát yếu về duyên. Đoạn 1. Ye sang sang khathamma nang ye thamma bacchaya yatha tang vipaga me hida nipavakkha miyatha rahang. Nơi đây, theo đường lối thích nghi, tôi sẽ tỉ mỉ phân tách bằng cách nào những pháp tạo duyên tác thành liên hệ với các pháp được cấu tạo tùy duyên. Patichasamuppadanayo Bathananayo Chatipatchayasangaho Duvitho Veditappo Tathatapha Vaphavipavaka Ramak Tô ba lắc khi tô ba tích cha sa múc bà đa na dô ba thà na na dô ba na a hát cha bát cha yát thi ti mà ráp phá ba quýt cha tí u phá dằn ba na vô mít sách tòa ba bành chành tí a cha rí già. Đại cương, những tương quan có hai phần: A, định luật phát sanh tùy thuộc, và B, định luật duyên hệ tương quan. Trong hai phần này, định luật tùy thuộc phát sanh hay thập nhị duyên khởi được đánh dấu bằng sự phát sanh suông của một trạng thái tùy thuộc nơi một trạng thái khác trước đó.
Khi có trạng thái này, thì trạng thái kia khởi phát. Định luật duyên hệ tương quan đề cập đến sự hiện hữu của những điều kiện liên hệ với một điều kiện khác. Các vị Pháp sư pha trộn lẫn lộn hai pháp này để giải thích. Dạ, xin cảm ơn cho Nguyễn Đam Bốt Bài. Dạ, kính tri ân thầy. Dạ, con xin nhường mic lại cho vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Đà Giá, Nam Mô Tham Khà Giá, Nam Mô Sang Khà Giá. Dạ, con thành kính bổn lễ sư Thanh Tâm. Dạ, con kính chào thầy Kinh. Dạ, con kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài ạ. Đoạn 2. Tát thá a vi cha bát cha ya sang kha ra bát cha ya vin nha năng vin nha na bát cha ya na ma ru bằng na ma ru ba bát cha ya sa la ya tan sa la ya ta năng sa la ya ta na bát cha ya bát so bát sa bát cha ya đều về đa nà bát cha già tành hà bát cha già úp bà đà ná bát cha già bao vô bao hòa bát cha già chất tí bát cha già cha ra mana marana so cá pari đề hòa đút khà đồ má nút súp bà ya sam ba wan ti e wa me ta sa ke wa la sa dut kha khan tha sa sam mu da yo ho ti ti a a ya me tha ba ti cha sa mu mu ba da na yo. Dạ, đoạn sau em thấy ngắn. Chị cho Nguyễn để lại lần nữa giùm em. Định luật tùy thuộc phát sanh nơi đây, tùy thuộc nơi vô minh. Hành phát sanh tùy thuộc nơi hành tái sanh, phát sanh tùy thuộc nơi thức tái sanh, danh và sắc phát sanh. Tùy thuộc nơi danh và sắc, lục căn phát sanh. Tùy thuộc nơi lục căn xúc phát sanh. Tùy thuộc nơi xúc thọ phát sanh, tùy thuộc nơi thọ ái phát sanh, tùy thuộc nơi thủ hữu phát sanh, tùy thuộc nơi hữu sanh phát đau khổ, buồn rầu và thất vọng. Như vậy, phát sanh trọn vẹn toàn khối đau khổ. Dạ, sa thú, dạ em kính tri ân chị Châu Nguyễn đã bốc bài ạ. Dạ, con xin gửi mic lại cho vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Dạ, con xin đảnh lễ sư Thanh Tâm, quý sư, quý cô tu nữ, kính chào thầy Kiên cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, chắc hôm nay không biết sao mà cứ bị nhỏ, không biết có nghe không. Dạ, con tăng mát rồi, để con đọc bài luôn. Hello. Dạ. Bắt chá giá sằng gá há, quý phà gồ, toát yếu về duyên, đoạn 1. Về sằng sằng khá tá thầm mà nằng, về thầm mà bắt chá già giá thà, tăng quý phà gần, mi hề đà níp bá quắc, khà mi giá thà rá hằng. Nơi đây, theo đường lối thích nghi, tôi sẽ tỉ mỉ phân tách bằng cách nào những pháp tạo duyên tác hành liên hệ với các pháp được cấu tạo tùy duyên. Patichasamuppadanayo Patthananayo Chatibakchaya Sangaho Duvitho Veditappo Tathat Tapha Wapha Vipha Vakaramato Balakhito Patich Chasamup bà dana yo bát thà nana yo bana a hắc cha bắc cha yết thi ti mà rập pha ba wut cha ti u pha yằng bana wo mít xét tòa
Bappan chen ti a chariya. Đại cương tương quan có hai phần: A, định luật phát sanh tùy thuộc, và B, định luật duyên hệ tương quan. Trong hai phần này, định luật tùy thuộc phát sanh hay thập nhị duyên khởi được đánh dấu bằng sự phát sanh suông của một trạng thái tùy thuộc nơi một trạng thái khác trước đó. Khi có trạng thái này thì trạng thái kia khởi phát. Định luật duyên hệ tương quan đề cập đến sự hiện hữu của những điều kiện liên hệ với một điều kiện khác. Các vị pháp sư pha trộn lẫn lộn hai pháp này để giải thích. Dạ con đọc bài xong. Dạ cảm ơn cho Nguyễn đã post bài. Dạ xin lỗi không biết hôm nay sao mà mic nó bị nhỏ quá. Dạ con xin mời vị kế tiếp à. Nam mô Bụt Thầy nhé, Nam mô Tham Mai nhé, Nam mô Sa Khai. Cho khác ai đọc ai bây giờ, hello. Rồi bây giờ mời Nguyễn Minh nói lại cái bài tuần trước á, nói chậm chậm lại bài trước cũng hơi khó, đọc chậm chậm lại cho quý vị ôn lại cho rõ, để mình đi tiếp luôn phần kế tiếp luôn ha, đỡ mất thời gian. Mình như có bài đó chưa, có bài đó sẵn chưa? Hello. Rồi, mời Nguyễn Như Lan đặt trên này cho Nguyễn Boss từ lên. Dạ. Dạ, con xin đọc bài Ba La Mã Thức Duyên Danh Sắc. Quỳnh Nhà Ná Bách Chá Già Nà Má Rù Bằng. Nà má là danh, rù băng sắc. Quỳnh nhà ná bách chá già là duyên. Danh và sắc là hai thành phần riêng biệt, nhưng chúng được sanh khởi do từ thức. Dạ, sẽ thêm một cái chữ nữa thầy. Bát chá giá là duyên, chứ không phải là quên nha, bát chá giá. Dạ, con sửa lại chữ đó. Bát chá giá là duyên. Danh là thọ, tưởng, hành, đồng hiện khởi với thức. Dạ, cả nhà sửa lại chỗ đó theo thầy nha cả nhà. Tức là cái chỗ na má, tức là danh, ru băng, tức là sắc, bách chá gia là duyên, rồi thêm cái chữ vinh nha là thức, tức là chữ vi, y ngắn, n có dấu ngã, rồi chữ a có gạch ngang nha quý vị. Hai chữ a, tức là chữ a có gạch ngang, dạ. Dạ đúng rồi, cho Nguyễn Nhất đúng rồi.
Nguyên nhân á. Huynh nha ná luôn thưa thầy, tức là chữ vi y ngắn, n có dấu ngã, n có dấu ngã, chữ a có gạch ngang ở trên và chữ thêm chữ n chữ a thì chữ đó, đó là chữ thức. Dạ rồi, chính xác, tức là cho Nguyễn copy cái chỗ mà huynh nha của em á, cho Nguyễn nó thiếu chữ na, em đánh lại chữ đó ha. Em thiếu một chữ NA nữa là mới là chữ thức nha. Rồi, chính xác, sa thú cho Nguyễn. Danh và sắc là hai thành phần riêng biệt, nhưng chúng được sanh khởi do từ thức. Dạ. Danh là thọ, tưởng, hành, đồng hiện khởi với thức. Thọ tức là sở hữu thọ nè. Tưởng tức là sở hữu tưởng và hành tức là 52 tâm sở còn lại. Thức có mặt thì danh có mặt. Dạ, 50 tâm sở còn lại, con sớm sớm hối. Thức có mặt thì danh có mặt. Bốn pháp này là bốn pháp bất khả phân ly, còn được gọi là tứ danh quẩn. Cõi vô sắc, thức duyên sanh. Cõi vô tưởng, duyên cho sắc. Cõi sắc giới và dục giới thì thức duyên đủ cả hai danh và sắc. Thức duyên danh có 35 tâm sở phối hợp với các tâm hoại nghiệp thế. Nói chung trừ 14 tâm sở bất thiện. Hai tâm quả quan sát vô nhân có 10 tâm sở đồng sanh chung với nó, tức là trừ cần, hỷ và dục. Tục sanh làm người khổ và người lạc vô nhân. Tám tâm quả thiện dục giới hữu nhân. 1 cộng 2, 13 cộng 20 bằng 33, trừ 3 giới phần và 2 vô lượng phần. 3 cộng 4, 13 cộng 19 bằng 32, trừ 3 giới phần, 2 vô lượng phần và trí. 5, 6, 12 cộng 20, 32 trừ 3 giới phần, 2 vô lượng phần, hỷ. 7, 8, 12 cộng 19 là 31, tức là trừ 3 giới phần, 2 vô lượng phần, trí và hỷ. 9 tâm quả đáo đại. Sơ thiền 13 cộng 22 bằng 35 trừ 3 giới phần. Tâm quả sơ thiền tục sanh không có giới phần. Nhị thiền 12 cộng 22 là 34 trừ 3 giới phần và trừ tầm. Tam thiền 11 cộng 22 là 33 trừ 3 giới phần, tầm và tứ. Tứ thiền 10 cộng 22 là 32 trừ 3 giới phần, tầm, tứ, hỷ. Ngũ thiền sắc giới và vô sắc giới 10 cộng 20 bằng 30 trừ 3 giới phần, trừ 2 vô lượng phần, trừ tầm, trừ tứ, trừ hỷ. Dạ đọc đến đó là hết rồi đó thưa thầy. Bài hôm đó là tới đó thôi. Dạ con xin nhân đức lại cho thầy ạ. À, sao hết. À, cảm ơn mọi người. À, như vậy là chúng ta học về thức duyên cho danh sắc. Thì ở đây chúng ta lấy cái gì pháp mà thức duyên cho danh. Cho danh trước ha. À, thức duyên cho danh. Thì chúng ta đã thấy là thức chuyên danh là cho chúng ta biết là có 35 tâm sở phối hợp với những cái tâm quả như thế.
nhưng mà nó trên 14 tâm sở bất thiện rồi ha. Bởi vì 14 tâm sở bất thiện nó không có mặt trong những cái tâm quả làm việc tục sinh của cõi khổ. 14 tâm sở bất thiện nó không có mặt, cho nên trừ nó ra. Rồi như vậy là chúng ta đã học được, nó nắm được cái phần thức duyên cho danh. Bây giờ mình học tới cái phần là thức duyên cho sắc. Rồi nó duyên cho danh thì sao mà nó mới duyên cho sắc. Thì như vậy khi mình học tới cái này mình sẽ thấy rõ được như thế nào là danh là sắc do thức nó phát sinh như thế nào. Thì khi mình học được, mình hiểu sâu sắc được những cái pháp này thì có thể nói rằng là trí tuệ mình phát sinh cũng rất là nhiều, rất là tốt. Bởi vì chúng ta nghe Đức Phật giảng câu cũng nghe là mình cũng phấn khởi ha. Ai thấy được lý duyên khởi, người đó thấy pháp. Ai thấy được pháp, người đó thấy được lý duyên khởi. Mình không ráng thấy cho được, thấy xong mình thấy pháp mình đắc đạo luôn. Về học xong cái tham diễn duyên này, cái gì đắc hết, xa thú dữ lắm. Mọi người cho cái mong lên là ước nguyện mình sẽ được đắc tu luôn, học xong đắc tu luôn. Rồi, ok. Rồi, hôm nay mình đi vô cái gì pháp tiếp theo, mình học thêm cái gì pháp tiếp là thức duyên cho sắc, mãi thức duyên cho danh ha. Bây giờ thức duyên sắc, thường thường mình nghe nó thức duyên danh sắc mà không biết là gì, thì mình học sau mình hiểu rõ thức duyên cho danh nó gồm có những thành phần như thế nào. Rồi bây giờ thức duyên cho sắc, sắc tức là thức duyên cho cái phần vật chất á. Ví dụ như cái thân mình nó có hai phần, phần thân thể, phần sắc và phần xác. Và cái phần tâm mình đó, hai thành phần. Thì bây giờ thức nó duyên cho danh là mình học rồi, giờ mình học tới thức nó duyên cho sắc, tức là duyên về cái phần sắc pháp này, về phần thân này. Thì khi mà nói sắc này, cái sắc thân này nó do duyên bởi thức á, tức là do bởi thức ở đây á, là mình phải biết là thức tục sinh nha, là cái thức tục sinh nó duyên cho sắc. Và khi ở đây nó khởi lên, mà khi mà cái thức mà tục sinh nó mình tái sanh trở lại đó, và khi mà cái thức tục sinh nó phát khởi đó, thì lúc đó nó có ba cái thành phần nhóm sắc pháp, nó ba thành phần mà nhóm 10, nó đặc biệt là ba thành phần nhóm 10 nó duyên từ cái thức tục sinh này. Cho nên mình phải để ý, bắt đầu ở đây nó rất rối à. Cái đoạn này nó khá rất rối với sắc pháp, khó. Thì như vậy mình ghi là thức tục sinh duyên ba nhóm sắc 10 pháp. Ghi ra thức sinh duyên ba nhóm sắc 10 pháp. Thức tục sinh duyên ba nhóm sắc 10 pháp. Tức là cái thức tục sinh, tức là cái tâm tái tục của mình á. Ví dụ mình tử nghe, bây giờ đời kiếp sống mình tử nghe là sau cái tử là thức tục sinh nó sinh khởi. Thì khi thức tục sinh nó vừa sanh khởi thì nó làm duyên cho ba cái nhóm sắc, mà mỗi một nhóm sắc là nó có 10 pháp. Thì như vậy đó là thức tục sinh nó duyên cho ba cái nhóm sắc 10 pháp. Rồi ba nhóm sắc 10 pháp này là gì, thì mình ghi xuống là ba nhóm sắc nghiệp. Ba nhóm sắc nghiệp, ghi cái chữ in bự ra đây, ba nhóm sắc nghiệp. Tức là khi mà một người mà được tục sinh trở lại, được tái sinh trở lại, thì khi tái sinh trở lại nó phát sinh ba cái nhóm sắc, mà cái ba nhóm sắc này là do nghiệp tạo. Ba nhóm sắc này là nó do nghiệp tạo, thì mình phải biết là do khi mà tục sinh trở lại là do nghiệp, thì những cái sắc pháp này được sanh ra là do nghiệp tạo. Rồi xuống dòng, gặp đầu dòng nhóm sắc thần kinh thân. Ba nhóm sắc ha, là một là nhóm sắc thần kinh thân. Hoặc A nhỏ nha, A nhỏ dễ thấy, nhóm sắc thần kinh thân. B nhóm sắc tính. Nhóm sắc tính. C nhóm sắc ý vật.
nhớ sắc ý vật. Rồi xuống dòng mình gặp là dòng cả ba bọn sắc này cùng sanh đấy ngay sát na sinh của tâm tục sinh. Cả ba bọn sắc này cùng sanh khởi ngay sát na sinh, khi giữ sinh giữ giữ sinh hoa lên đó. Cả ba bọn sắc này cùng sanh khởi ngay sát na sinh của tâm tục sinh chấm. Rồi, chấm tới đây ha, bắt đầu mình mới nói chuyện về vấn đề này ha. Thì bây giờ khi mà tục sinh, tức là một cái sắc na tâm tục sinh nó sanh lên, nó cho chúng ta có được ba cái nhóm. Một là nhóm sắc từ kinh thân, hai là nhóm sắc tính, ba là nhóm sắc ký vật. Bây giờ câu hỏi là tại sao có cái nhóm sắc thần kinh thân này? Theo quý vị hiểu là tại sao có cái nhóm sắc thần kinh thân? Tại sao có nhóm sắc tính, tại sao có nhóm sắc ký vật mà không có những cái sắc khác? À, tại sao cái vấn đề nó được sanh ra mà chỉ có ba cái nhóm thôi, trong khi đó là sắc pháp nó rất là nhiều thứ, nhiều loại. À, giờ tại sao lúc khởi đầu nó chỉ có ba cái này? Thì theo quý vị thì sao? Tại sao? Là mình phải động não nghe những cái này mình mới thấy được cái vấn đề nó rõ ràng ha. Chúng ta mình học mình chỉ thuộc bài thì cũng không được, vi diệu pháp là mình phải hiểu. Một là tại nghiệp. Rồi. Hai là nhóm quan trọng nhất vào thân năm quẩn. Rồi mỗi người nghĩ là cứ mình cứ đưa lên để mình động não mình suy diễn vấn đề để mình thấy được cái đời sống của mình tại sao mình có mặt này nó như thế nào, nào tại sao như vậy. Những cái này nó rất rối và nó hay lắm, vậy nó vi tế, nó rất là vi tế, rất là độc đáo mà ngay cả bây giờ cho khoa học người kia nữa cũng không ai chứng minh được cái bài này. À, nhưng mà chỉ có vi diệu pháp mới phân tích được vấn đề này một cách rõ ràng cho mình thấy được ha. Rồi chưa còn ai nữa không? Còn ai trả lời nữa không? Nguyên Trang đâu rồi? Quỳnh Lý rồi gì nữa đó, tùm lum tà nhiều lắm mà đâu không có biểu được rồi. Christina, Kevin nè, Hà nè, Hồng Mai nè, Phương Nam nè, gì đủ thứ đó lắm rồi. Xỉu rồi, đi ra xỉu. À, lý thì thần kinh thân làm nơi nương cho các sắc pháp, các sanh khởi, sắc tính cần thiết, dục sắc ý vật và ba này. Rồi Nguyên Trang thì do xỉu, còn này gì đây, Hà gì đây do thầy tục sanh. Rồi tức là mỗi người mình có một cái khái niệm về những vấn đề này ha. À, vậy thấy không? Thì bây giờ mình nói tới vấn đề mà thực tế nè. À, khi mà một người mà tục sinh đó quý vị, em nói bạn là thực tính rồi, cái đó là ok. Bây giờ mình nói về cái hiện thực hiện trạng của một con người, mình lấy con người làm căn bản ha. Bây giờ khi mà cái thức tục sinh sanh á, thì khi mà cha mẹ có cái vấn đề mà quan hệ nhau đó, thì lúc đó có một cái thức tục sinh nhảy vô, thì lúc đó nó tạo nên một cái chúng sanh, tức là lúc đó có cái thức và một cái chút xíu cái vật chất nó sanh khởi lúc đó, đúng không? Tức là một cái vật chất, một cái thân nó sanh lúc đó là một chút xíu như giọt dầu vậy, đúng không? Thì lúc chút xíu đó là cái chút xíu đó là thuộc về sắc pháp, là thuộc về sắc pháp, tức là nó thuộc về lúc đó nó chưa có mắt tai mũi lưỡi vậy đó, thì nó có cái thân đó thôi, cái sắc là cái thân. Thì chính vì nó có cái thân đó, đó thì nó phải có thần kinh thân. Vì nó là chính vì do có cái chút xíu vật chất nó mới có cái hệ thống thần kinh.
Để thoát được kinh thân nó sanh ngay lúc đó. Thì như vậy nó có cái thân trước, chứ không phải là có mắt tai mũi lưỡi trước, mà nó có cái thân trước. Thì như vậy cái thức tục sinh làm duyên cho cái thần kinh thân nó sanh khởi. À, bởi vì có một chút xíu giọt dầu ngay lúc đó, một chút xíu mà lúc đó mình chỉ là một mình, nó giống như một cái giọt dầu mình chấm cọng tóc mình rảy bẫy nó cái gọi chút xíu vậy đó. À, thì cái sát na đầu tiên nó là như vậy. Thì lúc đó cái thân nó đừng kinh thân nó có mặt ngay cái lúc đó, một tức tắc là một cái tiểu sát na ngay đó thôi là nó có rồi. Quý vị còn nghe không? Alo. Alo, 1, 2, 3, alo. Ồ, nghe mà. Rồi, đó là cái về cái vấn đề thần kinh thân nó xuất hiện là lý do là ngay cái khởi đầu tiên là do thức nó làm duyên. À, nếu mà không có cái sắc pháp của sự kết hợp với cha mẹ thì nó không có cái hệ thần kinh thân ngay sanh ngay đó. À, và khi có sắc pháp đó thì thức ngay cũng sanh ngay lúc đó luôn, làm duyên cho cái hệ thần kinh nó sanh ra. Và cái thần kinh thân này do nghiệp trong quá khứ nó làm duyên, nó phát sanh, nó tạo ra nữa. Thì vừa do nghiệp mà vừa do ngay cái thức tục sinh lúc đó nó có mặt, do thức có mặt và do nghiệp nó làm duyên để cho cái hệ thống thần kinh thân nó phát sanh ngay lúc đó. Thì lúc đó mình chỉ là một cái chút xíu thôi, mình chỉ là một cái giọt dầu ngay đó thôi. À, là lý do tại sao nó có hệ thống thần kinh đó là do nghiệp nó tạo trong quá khứ, nó tạo nó cho mình có cái thân ngay đó. Rồi cũng do nghiệp nó tạo cho mình có được cái nhóm sắc tính. Tức là nếu mình là do nghiệp quá khứ nó cho mình sanh là người nam, thì ngay cái tức tắc đó, ngay cái khởi đầu tiên, một cái vết đầu tiên đó là mình đã có được là nam hay nữ rồi. À, do cái nghiệp trong quá khứ nó cho ngay lúc đó, thì lúc đó mình lại có được cái nhóm sắc tính rồi. À, thì như vậy là cái thứ hai là cái sắc do nghiệp tạo thứ hai là sắc tính. À, để cho mình biết là mình là thuộc về cái giống nào, do cái nghiệp quá khứ mình tạo ra đó thì mình sanh làm người nam, hoặc là do quá khứ nào đó mình sanh làm người nữ, thì nó đã tính từ ngay cái giờ phút đầu tiên rồi. Và cái sắc ký vật, tức là cái nhóm sắc ký vật, là cái sắc ký vật là cái sắc mà để cho tâm nó nương. À, cũng là do nghiệp tạo sanh ra làm cho nó có được cái sắc ký vật để cho tâm nó nương cho đó. Thì như vậy nhóm ba nhóm sắc cho nghiệp tạo nè. À, thì gồm có nhóm sắc thần kinh thân, nhóm sắc tính và nhóm sắc ký vật, cả ba đều là do nghiệp tạo và nó có mặt ngay cái sắc na sinh. Na sinh là quý vị biết sao kia là sắc na sinh không? Sắc na sinh của tâm tục sinh. Ba sắc na tiểu của tâm tục sinh, xa thúng. Tức là cái ba cái bọn sắc này nó cùng một lúc nó sanh khởi, ngay lúc mà cái tâm tục sinh nó sanh khởi mà ở cái sắc na sinh, tức là cái sắc na đầu tiên, sắc na tiểu đầu tiên đó. Trong một cái sắc na tục sinh, tâm tục sinh nó có ba cái sắc na, ba cái tiểu sắc na, đúng rồi, sắc na sinh, sắc na tiểu là sinh là trụ là diệt. À, sinh là trụ diệt, đó là ba cái tiểu sắc na của một cái tâm nó sanh khởi. Thì như vậy cái ba cái nhóm này đó, cả ba nhóm này nó có mặt liền ngay lúc cái tiểu sắc na sinh. À, mình thấy là dễ sợ, là cái sắc pháp kinh khiếp lắm chứ không phải giỡn. À, đó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải được nắm bắt ngay cái giai đoạn này ha, để mình nắm được cái lý tại sao thức nó duyên cho danh sắc và đây nó duyên cho sắc là như vậy. Rồi, sau đó mình ghi tiếp, mỗi sắc na tâm được chia làm ba sắc na tiểu. Đấy là mình nhớ câu này luôn ha, mỗi sắc na tâm được chia làm ba sắc na tiểu, sanh, trụ, diệt. Mỗi sắc na tâm được chia làm ba sắc na tiểu, sanh, trụ, diệt. Rồi, mỗi sắc na tiểu có đủ ba nhóm đồng sanh. Mỗi sắc na tiểu có đủ nhóm đồng sanh. Mỗi
sắc na tỷ ức có ba nhóm tâm sanh. Rồi bây giờ mình nói về sắc na tâm thì bây giờ 17 sắc na tâm nhân cho ba sắc na tiểu thì mình có được bao nhiêu sắc na, bao nhiêu tỷ sắc na, tức là một lộ trình tâm 17 sắc na tâm. À, trong sắc pháp thì nó 17 sắc na tâm nó sanh diệt theo cái tâm mình, nó chậm gấp 17 lần. Thì 17 sắc na tâm nhân cho 3 sắc na tiểu thì mình có 51 sắc na tiểu ha. Rồi mình ghi là 17 sắc na tâm nhân cho 3 sắc na tiểu thì có được bằng 51 sắc na tiểu. Đúng chưa? Bằng 51 sắc na tiểu. Rồi bây giờ 51 sắc na tiểu rồi nè, mình nhân cho ba nhóm, ba nhóm nhóm sắc nghiệp rồi đó thì bằng nhiêu? Một trăm năm mươi ba. Đúng rồi, thì như vậy 51 sắc na tiểu nhân cho ba nhóm thì mình có được 153 nhóm trong cái lộ trình tâm có 17 sắc na tâm. À, thì sắc pháp nó diệt, nó sanh lên là ngay sắc na sinh cho tới sắc na cuối của sắc na thứ 17 thì sắc pháp nó diệt. Thì lúc đó trong cái giai đoạn đó là nó có được 153 nhóm đồng sanh chung liên tục như vậy. À, thì như vậy chúng ta thấy là giải sợ là cái sắc pháp theo cái lộ trình tâm nó đi theo như vậy. À, đó là cái vấn đề quý vị nắm được mà. Alo. Được ha. Rồi. Ok. Rồi ba ghi, mình ghi câu này nè, ghi câu này cho nhớ ha. Ba nhóm sắc này, ba nhóm sắc này được biết chính là ba nhóm sắc nghiệp. Ba nhóm sắc này được biết chính là ba nhóm sắc nghiệp. Được hiện khởi ngay sát na sinh của tâm tục sinh. Thì kể phải không? Alo. Ba nhóm sắc này được biết chính là ba nhóm sắc nghiệp được hiện khởi ngay sắc na sinh của tâm tục sinh. Sắc na sinh của tâm tục sinh. Nên chúng được gọi là sắc nghiệp tục sinh. À. Nên chúng được gọi là sắc nghiệp tục sinh. Rồi, tức là nguyên một cái vấn đề này gồm lại mình sẽ thấy được, tức là ba cái nhóm sắc này nè, nó là sắc do nghiệp tạo, và nó do nghiệp tạo nó sanh khởi ngay cái sắc na tục sinh đầu tiên, thì như vậy nó được gọi là sắc nghiệp tục sinh. Khi mà mình học tới mình biết khi mà nó sắc nghiệp tục sinh là mình biết là nó loại cái nào, loại sắc nào đó. Thì như vậy chúng ta biết được là có được ba cái nhóm sắc nghiệp như vậy, cho chúng ta mỗi một cái ba nhóm như vậy nó có một 10 pháp đi theo ha. Bây giờ bắt đầu mình xuống mình đi tiếp vô vấn đề. Quý vị nắm được này ha, nắm được hết này chưa, nắm được ok chưa? Rồi mình tiếp xuống dưới ha. Rồi tổng số ba nhóm sắc nghiệp tục sinh, hai chấm, tổng số ba nhóm sắc nghiệp tục sinh, hai chấm. Một nhóm sắc thần kinh thân, hai chấm, nhóm sắc thần kinh thân. Hai chấm. Tám sắc bất ly cộng sắc bản quyền,
chọn sắc thành kinh thân bằng 10 sắc, 8 sắc bất ly cộng sắc bản nguyên cộng sắc thành kinh thân bằng 10 sắc. Rồi, như vậy cái sắc đầu tiên do nghiệp tạo sắc là sắc thần kinh thân, mà cái nhóm sắc thần kinh thân này người ta cho biết là thuộc về nhóm sắc 10, tức là nhóm sắc 10 pháp. Thì như vậy nhóm sắc 10 pháp là những pháp nào? Tức là nó có 8 sắc bất ly cộng sắc bản nguyên là 9, sắc thần kinh thân nữa là 10. Thì như vậy nhóm sắc thần kinh thân cho chúng ta biết là nó có 10 sắc, tất cả 10 sắc đồng sanh chung như đó. À, thì như vậy tại sao 8 sắc bất ly này được gọi là 8 sắc bất ly? Lý do vì sao được gọi là 8 sắc bất ly? À, theo quý vị thì mình nên hiểu như thế nào? À, 8 sắc bất ly là 8 sắc nào? Thế thứ nhất là giờ mình nói trước là 8 sắc bất ly là 8 sắc nào là sẽ thấy vấn đề. Rồi, vì nó không thể tách rời, đúng rồi. Mà 8 sắc bất ly là 8 sắc gì đây? Ai có thể kể được không? Đất rớt lửa gió. Đất, nước, lửa, gió, sắc cảnh sắc, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị, sắc vật thực, đúng rồi, đó là 8 sắc bất ly. Tại sao 8 sắc này không thể phân ly? Mình phải hiểu được cái lý do tại sao như vậy, chứ không phải là người ta nói 8 sắc bất ly là mình cứ đè vô vậy mình cho là 8 sắc bất ly. Thì giờ mình thấy trong bất kỳ một sắc pháp nào nó phải có đầy đủ tứ đại, đất, nước, lửa, gió, tứ đại trước không? À, đất là một trạng thái là như là cứng mềm hay là gì đó, là nó thuộc về được đất. Mà lửa tức là thuộc về nhiệt lượng, là nóng hoặc lạnh. À, mà gió là chuyển động, và nước là chảy ra quết lại, thì tứ đại này bất phân ly, tứ đại này không thể rời được. Chứ nếu mà một cái vật chất mà không có đất thì nó không có cái nền tảng để cho cái vật chất nó trụ được. À, nếu mà không có nước nó không thể quấn tụ được. À, nếu không có gió thì nó không có thể có chuyển động được. Một vật chất mà không có cái bản thể gió thì cái vật chất nó không thể chuyển động thì nó không thể tồn tại được. À, thì như vậy tứ đại là thứ nhất là tứ đại chúng ta phải hiểu nó thuộc về bất phân ly. À, bây giờ nắm được cái này không? Nắm được cái ý này một cách rõ ràng thì mình sẽ thấy được trong một bất kỳ một cái gì đó là bất kỳ hơi thở vào, hơi thở ra, bụng hồng xẹp hay gì bất cứ gì đó, nó cũng phải có đầy đủ đất, nước, lửa, gió. Cái gì nắm được chưa? Nắm được không? Cho cái bông đây. Alo. Rồi ha, ok, đất và gió ha, đất nước và gió này đủ bốn cái. Rồi trong cái đất nước lửa gió này nó có màu sắc không? Nó có cái màu sắc của nó không? Có màu xanh, màu vàng, màu trắng, màu trong, màu đục, màu gì đó. Không thì đó, đúng là nó phải có, tự nhiên nó bắt buộc nó phải có cái sắc cảnh sắc theo là có luôn. Là một ha. Rồi tới cái khí, tức là cái mình ghi là cái mùi hương của nó đó, cái mùi đó. Mùi nó có không? Mùi khí có luôn, tức là cái khí nó phải có luôn, bất kỳ vật chất nào nó cũng phải có cái mùi đó chứ, mùi lạc, mùi hôi, mùi thơm, mùi khó chịu, mùi kia nó phải có cái mùi đó. Thì như vậy nó có thêm cái mùi nữa là không thể thiếu được, không mà vật chất là không thể không có mùi được, bắt buộc có mùi, phải có màu sắc và có mùi. Tiếng thì là thuộc về âm thanh, là thuộc về tâm tạo rồi, nó không có vô đây được. Đặc biệt là mình để không có cái âm thanh vô. Rồi, cái gì nữa? Vị. Vị có không? Là cái vị của cái vật chất đó. À, cái vị của vật chất đó. À, bắt buộc phải có luôn. Cái hễ có vật chất là phải có vị.
mình khi mình nếm vô lưỡi mình sẽ thấy nó có cái vị cay, vị chua, vị nồng, vị đắng gì vân vân, tùy nó phải có cái vị của nó. À, cái vị khi nó đụng vô cái thị cái thiệt giác của mình đó, cái thần kinh thiệt của mình đó, thì họ có rồi nó có vị rồi, phải có vật thực, tức là cái dưỡng tố, cái sắc mà để mà nó nuôi dưỡng mấy cái sắc đó, sắc dưỡng tố để nó nuôi đó, thì bắt buộc phải có luôn. Thì như vậy ly này không thể tách rời được, bởi vì nó là phải như vậy, khi nó sanh khởi là nó phải đầy đủ như vậy, không thể thiếu, dù cho một cái sắc pháp cực nhỏ cỡ nào cũng không thể thiếu được đất, nước, lửa, gió, mà sắc, khí, vị và vật thực. Đó là được gọi là tám sắc bất ly. Rồi, cái gì nắm được hết rồi, alo. An Nhiên, Ca Vinh, Châu Nguyễn, Christine, Đạo Huynh, Pháp, Văn, Nhật, Hạ, Hà, Hồng Anh, vân vân. Cái gì nắm được hết rồi, alo. Rồi, ha, tức là mình đã nắm được cái tám sắc bất ly ha. Rồi, qua được một cái, rồi tới cái sắc mạng nguyên. Tại sao phải có sắc mạng nguyên cho đây? À, tại sao phải có sắc mạng nguyên? Đúng rồi, bắt buộc phải có cái sắc mạng nguyên nó mới gìn giữ cho cái thân mạng mình nó được tồn tại, nó được sống còn ha, chứ không có là nó cái thân mình của mình là chúng sanh mà nó không có tồn tại được. À, cho nên bắt buộc phải có cái sắc mạng nguyên vô. Như vậy là mình tám sắc ly với cái sắc mạng nguyên là chính, đúng không? Rồi thêm cái sắc thần kinh thân, tức là bởi vì khi mà tục sinh ra là cái thân có trước. Thì như vậy có cái sắc thần kinh thân hiện khởi. À, cho nên cái nhóm sắc đầu tiên mà cho mình được biết là do nghiệp tạo, tức là sắc do sắc thần kinh thân. Do nghiệp tạo thì gồm có tám sắc bất ly, sắc mạng nguyên và sắc thần kinh thân. Như vậy nhóm sắc thần kinh thân có 10 sắc, tức là thuộc về nhóm 10. À, nhóm sắc có 10, đó là cái thứ nhất ha. À, quý vị nắm được không? Alo, rồi xong không? Được không? Số 1 được chưa? Rồi tới số 2 là nhóm sắc tính. Nhóm sắc tính. Nhóm sắc tính, tức là đây nói về giới tính đó, nhóm sắc tính đó. À, tính nam tính nữ gì đó. À, thì nhóm sắc tính mình sẽ có được cũng có 10 sắc như vậy, là 8 sắc bất ly cộng sắc mạng nguyên cộng sắc tính bằng 10, đúng không? Bằng 10 sắc. 8 sắc bất ly cộng sắc mạng nguyên cộng sắc tính nam hay nữ gì đó bằng 10 sắc. Rồi, như vậy với nhóm sắc tính thì nó phải có đầy đủ 8 sắc bất ly, không thể thiếu được. Cách nào cũng phải có đầy đủ 8 sắc bất ly cộng sắc mạng nguyên để nó gìn giữ cái đời sống. À, rồi cộng thêm cái sắc tính của nó, sắc tính do nghiệp tạo đó, là nam hay nữ gì đó thì nó có sắc tính. Thì như vậy nhóm sắc tính cũng có 10, tức là 8 sắc bất ly, sắc mạng nguyên cộng sắc tính thì chúng ta có được nhóm 10 sắc. À, và cái thứ hai mình hiểu cái đây là xuống dưới cái dưới mình sẽ hiểu luôn. Rồi nhóm sắc tính. Rồi số 3 là nhóm sắc ý vật. Thì nó cũng vậy luôn, 8 sắc bất ly cộng sắc mạng nguyên cộng sắc ý vật bằng 10 sắc. Số 3 tới số 3 nhóm sắc ý vật. Cũng giống vậy luôn, thế vô sắc y vật. Rồi như vậy là tổng số 3 cái nhóm sắc do nghiệp tạo nè, nó ngay lúc tâm tục sinh nó sinh khởi thì cho chúng ta có là ngay cái sắc này sinh thôi á, là nó đã có 30 sắc đồng sanh lúc đó, nó sanh khởi đồng sanh khởi lúc đó. À, tức là 10 sắc thần kinh thân, 10 sắc tính và 10 cái sắc y vật. À, sắc y vật nhóm 10 đó là nhóm sắc thần kinh thân 10, nhóm sắc tính có 10, nhóm sắc vật có 10. Thì như vậy trong một cái tích tắc lúc đó thôi là 30 sắc này. À, đồng sắc khởi, đồng sắc khởi không?